여러분, 안녕하십니까? Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau trong chương trình học tiếng Hàn Quốc qua truyền hình trình độ nâng cao. Chủ đề của bài học ngày hôm nay đó chính là camping về dã ngoại. Trước khi đi vào nội dung chi tiết của bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng điểm qua một số nội dung chính của bài học. Về phần từ vựng, ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số hoạt động dã ngoại. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn cấu trúc ngữ pháp danh từ 이라고 해서 tha động từ hoặc tính từ 것은 아니다. Và tiếp sau đây các bạn học sinh sẽ có buổi dã ngoại đi thăm vùng chè Tân Cương để tìm hiểu xem làm thế nào để có thể pha trà được một cách ngon nhất. Chúng ta cùng xem đoạn video ngắn. 보통 거의 차들은 75도에서 89도 정도가 맛있습니다. 2단계는 다구를 따뜻하게 합니다. 3단계는 차의 양을 잽니다. 보통 다구의 5분의 1에서 2분의 1 정도가 적당합니다. 4단계는 따뜻한 물을 차에 넘치게 붓고 물을 빨리 쏟아내는 것입니다. 5단계는 가장 중요한 단계입니다. 다구에서 따뜻한 물을 붓고 10초에서 40초 정도 놔두는 것입니다. 6단계는 10초에서 40초 후에 차를 컵에 따르는 것입니다. 7단계는 5, 6단계를 반복하는 것입니다. 그럼 지금부터 차를 같이 마셔볼까요? 여러분, 안녕하십니까? 차 알아보는 시간입니다. Đây là thời gian để cảm nhận về trà. 오늘은 빠남 타도 연구자를 모시고 Ngày hôm nay chúng ta sẽ đón nhà nghiên cứu về trà, đó là ông Văn Nam. 차를 잘 그린 방법을 배우겠습니다. Và sẽ học về phương pháp làm thế nào để có thể pha trà được một cách ngon nhất. 선생님, 안녕하십니까? Xin chào thầy giáo hay xin chào nhà nghiên cứu? 네, 안녕하세요. Vâng, xin chào. 선생님, 타이완 사람뿐만 아니라 베트남 사람들도 차를 마시는 것을 좋아합니다. Thưa giáo sư hay thưa thầy giáo, không chỉ người Thái Nguyên chúng ta có ngữ pháp Bunman Anida, không chỉ người Thái Nguyên mà người dân Việt Nam thì đều thích uống trà. 그런데 사람들은 차를 어떻게 잘 그릴 수 있는지 몰라서 선생님 알아주실 수 있나요? Thế nhưng, mọi người 차를 어떻게 잘 그릴 수 있는지 몰라서 Nhưng mọi người không biết làm cách nào để có thể pha trà được một cách ngon nhất. 선생님 알아주실 수 있나요? 선생님 có thể cho chúng tôi biết được chứ? 네, 당연하지요. Vâng, tất nhiên rồi. 차를 잘 그리기 위해서 7 단계 필요합니다. Và để có thể pha trà được một cách ngon nhất, chúng ta cần đến 7 bước. Bước đầu tiên, 물은 잘 그립니다. Phải đun nước thật sôi. Và có ý 차들은 75부터 89도를 그리면 맛있습니다. Và dường như hay gần như là tất cả các loại chè thì nếu được đun trong nhiệt độ từ 75 đến 89 độ thì sẽ ngon. Bước thứ hai đó chính là phải làm ấm hay làm nóng bộ đồ uống trà. Bước thứ ba, 차의 양을 셉니다. Có nghĩa là đong lượng trà.
보통 다구의 5분의 1부터 2분의 1 정도입니다. 보통 다구의 5분의 1부터 2분의 1 정도입니다. Thông thường sẽ bằng 1/5 đến 1/2 ấm trà. Và bước thứ tư, 이 단계는 따뜻한 물은 차에 넘치게 붓고 đổ nước nóng vào trà. Bước thứ tư đó là đổ nước nóng vào trà. Sau đó thì sao ạ? 물은 빨리 쏟아내야 합니다. Và nhanh chóng đổ đi phần nước đó. Ở bước thứ năm, chúng ta sẽ xem đây là bước như thế nào. 이 단계는 제일 중요한 단계입니다. Bước thứ 5 có thể coi là bước quan trọng nhất khi pha trà. 따구에 따뜻한 물은 붓고, sau khi đổ nước nóng vào ấm trà thì chúng ta sẽ ngâm trà trong 10초부터 40초 동안. Sẽ ngâm trà trong vòng từ 10 đến 40 giây. Với bước thứ 6 thì sao ạ? Sau 10 đến 40 giây, 커피 차를 따릅니다. Chúng ta sẽ đổ hay chia trà ra từng chén. Với bước thứ 7 thì sao ạ? Chúng ta sẽ lặp lại bước thứ 5 và bước thứ 6. Đó chính là đổ nước nóng vào trong ấm, đợi 10 đến 40 giây và sau đó lại tiếp tục đổ nước ra chén. 지금부터 차를 같이 마셔볼까요? Và bây giờ chúng ta cùng thử uống trà chứ. 정말 맛있어요. Thật sự là rất ngon ạ. 먼저 조금 쓴맛이 있는데. Có nghĩa là ban đầu thì sẽ cảm nhận có vị đắng một chút. Nhưng sau đó thì sao ạ? 이후에는 단맛이 느껴집니다. Và sau đó thì tôi lại cảm nhận thấy vị ngọt. 선생님 감사합니다. Vâng, rất cảm ơn giáo sư hay thầy giáo. Sau khi được nghe và phân tích đoạn video ngắn, các bạn đã biết cách làm thế nào để pha trà một cách ngon nhất chưa ạ? Và tiếp sau đây chúng ta sẽ đến với phần từ vựng. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số hoạt động dã ngoại hay một số hoạt động ngoài trời mà chúng ta thường gặp. Đầu tiên chúng ta có từ Yonarita. Yonarita. Yonarita có nghĩa là thả diều. Tiếp theo chúng ta có từ Susansuki. Susansuki. Susansuki có nghĩa là lướt ván nước. Tiếp theo chúng ta có từ Ampek Tung Pan. Ampek Tung Pan. Ampek Tung Pan. Ampek Tung Pan có nghĩa là leo núi nhân tạo. Tiếp theo chúng ta có từ Sukhin Sukhubo. Sukhin Sukhubo. Sukhin Sukhubo. Sukhin Sukhubo có nghĩa là lặn. Tiếp theo chúng ta có từ Bingi Naxi. Bingi Naxi. Bingi Naxi có nghĩa là hoạt động câu cá ở dưới băng. Tiếp theo chúng ta có hoạt động Tato. Tato có nghĩa là trà đạo. Và với tỉnh chúng ta thì trà đạo đã trở thành một văn hóa. Tiếp theo chúng ta có từ Sutarun Torta. Sutarun Torta. Sutarun Torta. Sutarun Torta có nghĩa là nói chuyện phiếm. Và chúng ta có từ Khwallam. Khwallam. Khwallam có nghĩa là thưởng lãm. Chúng ta có từ Cham Nang. Cham Nang. Đây là thứ rất cần thiết nếu như các bạn dã ngoại qua đêm ngoài trời. Cham Nang. Cham Nang ở đây có nghĩa là túi ngủ. Thên Thử. Thên Thử. Thên Thử ở đây có nghĩa là lều. Đây, túi ngủ. Túi ngủ hay lều đều là những thứ rất cần thiết nếu như chúng ta đi dã ngoại ngoài trời và qua đêm. Kibuni Sankwehata. Qua các hoạt động dã ngoại thì chúng ta sẽ cảm thấy tâm trạng sảng khoái. Kibuni Sankwehata. Kibuni Sankwehata. Và tiếp theo chúng ta có từ Momi Joachita. Momi Joachita. Sau khi tâm trạng thoải mái thì cũng làm cho cơ thể chúng ta trở nên tốt hơn.
Trên đây là những từ vựng mà tôi muốn giới thiệu với các bạn trong bài học ngày hôm nay. Các bạn hãy đặt câu và tìm hiểu thêm ví dụ với những từ vựng mà tôi đã cho để có thể nắm vững được nghĩa cũng như cách dùng. Và tiếp sau đây chúng ta cùng xem đoạn video ngắn. Chúng ta cùng đi phân tích đoạn video ngắn vừa được xem. Wow, nóc trà phát thân à rưm tăm nè. Có nghĩa là nóc trà ở đây là trà xanh. Phát có nghĩa là cánh đồng trà xanh thật là đẹp quá. 우리 고향은 제일 유명한 제품은 녹차야. Sản phẩm nổi tiếng nhất của quê hương chúng tớ là trà đấy. 어렸을 때 점심 먹은 후에 khi còn bé, sau mỗi giờ cơm trưa thì 차지 않고 녹차 밭에 가다가 연 놀어. Có nghĩa là sau mỗi giờ trưa thì không ngủ và lên cánh đồng trà thả diều. 생각만 해도 좋아. Chỉ nghĩ thôi là đã thấy thích rồi. 그래? 부모님한테 혼나지 않아? Chúng ta có từ hôn na có nghĩa là bị mắng. Bố mẹ không mắng à? Nam mô lê cà chan à? Có nghĩa là bạn đã trốn đi. Mô lê là một cách bí mật. Bạn đã đi một cách bí mật hay nói cách khác là trốn đi. Kê tà ca nộc chà bà thê. Kê tà ca nộc chà bà thê khá bồ mèn. Nếu thử đi đến cánh đồng trà xanh thì sao ạ? Tam mơ hư ri mèn sò. 맑은 공기를 마실 수 있어서 기분은 상쾌해져. Có nghĩa là gì ạ? Thêm vào đó, khi mà đến với cánh đồng trà, mặc dù đổ mồ hôi nhưng được tận hưởng không khí trong lành thì làm sao ạ? 기분도 상쾌해져. Tâm trạng cũng trở nên thoải mái hay là sảng khoái. 정말 좋네. Thật sự là thích quá đi. 습관처럼 우리 고향의 사람들은 아침마다 녹차를 마셔. Và giống như là một thói quen thì những người ở quê hương tôi mỗi buổi sáng đều uống trà. 진짜요? 다 녹차를 좋아? Thật á, tất cả mọi người đều thích trà xanh á? 아니, không phải. 쓰기 때문에 tha nộc trà rưng choa hanun con à nhỉ? Vì có một chút đắng nên không phải tất cả mọi người đều thích trà xanh. Cấu trúc ngữ pháp này chúng ta sẽ được học ở trong phần ngữ pháp tiếp sau đây. Nộc trà nên han bon ma xin bun le. Bạn có muốn thử uống trà xanh một lần không? Na han thong un ga cho wasseo. Tớ đã mang theo một bình này. Sư nè có nghĩa là sao mà đắng thế? À, chăm cằn. Nhưng đợi một chút. Wen chi sư ghe nữ kinh tà ơm ịp bê thal kê nữ cỏ. Vì sao mà sau khi thấy vị đắng tớ lại thấy vị ngọt nhỉ? Và bạn nữ đã cười. Mặt trời ồ, đúng như vậy. Saram từ đi nộc trái thái cô xin mặt giả mặt lô chô à. Ở đây có nghĩa là Saram từ đi mọi người yêu thích trà chính là ở vị vừa đắng và vừa ngọt đó. Chúng ta vừa đi phân tích xong đoạn video ngắn vừa được xem. Và tiếp sau đây chúng ta cùng đến với phần ngữ pháp đã xuất hiện trong đoạn video ngắn. Và cấu trúc ngữ pháp mà tôi muốn giới thiệu với các bạn ngày hôm nay đó chính là cấu trúc ngữ pháp danh từ cộng 이라고 해서
Tha động từ hoặc tính từ có sân anita với nghĩa là không phải tất cả đều hay không phải tất cả cũng. Ở trong đoạn hội thoại chúng ta có câu Tha nộc trà rân chòa ha nâng con ani. Không phải tất cả mọi người đều thích uống trà. Như vậy, cấu trúc ngữ pháp này được sử dụng khi muốn diễn tả một điều gì đó ngoại lệ khác với suy nghĩ thông thường. Về cách dùng, cấu trúc ngữ pháp này sẽ được dùng như sau. Trước tiên sẽ phải là danh từ. Nếu như danh từ có bắt chim, chúng ta sẽ cộng với y. Và danh từ không có bắt chim, chúng ta sẽ cộng với rà cô. Hè so chúng ta có thể lược bỏ để rút gọn. Tiếp theo với động từ, dù là có bắt chim hay không có bắt chim, chúng ta chỉ việc cộng với nên cọt sân anita. Còn với tính từ thì sao ạ? Tính từ ở vế đầu chúng ta vẫn là danh từ nếu có bắt chim cộng với y rà cô, không có bắt chim chúng ta cộng với rà cô. Hè so tiếp tục có thể lược bỏ để rút gọn. Tha tính từ nếu như có bắt chim chúng ta sẽ cộng với ơn cọt sân anita. Còn với những tính từ không có bắt chim, chúng ta sẽ là danh từ y rà cô hoặc rà cô, hè so tha ơn cọt sân anita. Chúng ta cùng tìm hiểu một số ví dụ để có thể hiểu rõ hơn về cấu trúc ngữ pháp này. 한국 사람이라고 다 김치를 좋아하는 것은 아닙니다. Chúng ta có từ 한국 사람 là danh từ. 한국 사람 là danh từ có bắt chim, chúng ta sẽ cộng với 이라고. Ở đây trong câu này, 해서 đã được lược bỏ. Và chúng ta có 다 김치를 좋아하는. 좋아하다 là động từ. Động từ chúng ta chỉ việc cộng với 는 것은 아니다. Như vậy cả câu chúng ta có 한국 사람이라고 다 김치를 좋아하는 것은 아닙니다. Không phải người Hàn Quốc nào cũng thích ăn kim chi. Và tiếp theo chúng ta có câu 시장이라고 해서 다 산 건 아니다. Chúng ta có từ 시장. 시장 là danh từ có bắt chim, chúng ta sẽ cộng với 이라고 해서 tha san. San ở đây có nghĩa là từ 사다. 사다 là tính từ không có bắt chim, chúng ta sẽ cộng với 니은 것은 아니다. Nhưng ở đây 것은 đã được rút gọn thành con. Cả câu chúng ta có 시장이라고 해서 tha san con 아니다. Các bạn đã hiểu rõ về cấu trúc ngữ pháp này chưa ạ? Như vậy, với bài học ngày hôm nay về chủ đề camping dã ngoại, tôi đã giới thiệu với các bạn một số các hoạt động về dã ngoại. Về phần ngữ pháp, tôi đã giới thiệu với các bạn cấu trúc ngữ pháp danh từ cộng với y rà cô hoặc rà cô hè so, tha tính từ, ơn, lân hoặc động từ, nên có sân anita với nghĩa là không phải tất cả đều hay không phải tất cả cũng. Với những từ vựng và cấu trúc ngữ pháp tôi đã giới thiệu ngày hôm nay, các bạn hãy đặt câu và tìm hiểu thêm ví dụ để nắm rõ kiến thức và áp dụng được một cách linh hoạt ở trong cuộc sống. Với hai đoạn hội thoại ngắn chúng ta vừa được xem, các bạn hãy nghe, đọc và nói lại nhiều lần để nếu như có cơ hội sẽ giới thiệu đặc sản chè đến với các bạn Hàn Quốc. Để đạt hiệu quả cao trong việc học tập, các bạn hãy chủ động ôn tập, theo dõi lịch phát sóng chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thái Nguyên hoặc tương tác trao đổi với giáo viên thông qua địa chỉ trang web hiển thị trên màn hình. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. 안녕히 계세요.